Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lưu manh chính trị ngồi ghế chánh án tỉnh Phú Yên là ai. Tuần trước, nhân vật Trần Huy Đức đã được bổ nhiệm vào chiếc ghế chánh án tòa án tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 5 năm, có hiệu lực kể từ hôm nay. Trần Huy Đức là ai? Câu hỏi được đặt ra. Có tài cán gì để nắm giữ trọng trách như vậy? Trần Huy Đức sinh năm 1975 tại Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Cha của Đức là Trần Mẫn, sinh năm 1951, từng là thẩm phán cấp cao, cựu chánh tòa phúc thẩm tối cao ở Đà Nẵng. Đây là hình ảnh Trần Huy Đức, một dạng con ông cháu cha khi còn là chánh thanh tra thành phố Đà Nẵng. Trần Mẫn là em ruột của bà Trần Thị Thủy, cựu phó trưởng phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Bà Thủy lại là vợ của ông Nguyễn Văn Chi, cựu ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai khóa 9 và 10. Dây mờ và dễ má đến như vậy nên từ anh cán bộ tòa án vô danh, Trần Mẫn được anh rể đẩy lên đến tột cùng của đỉnh cao. Trong một thời gian ngắn, Trần Mẫn lần lượt nắm giữ các chế ghế như chánh án huyện Hòa Vang, chánh án thành phố Đà Nẵng, rồi chánh án tòa phúc thẩm tối cao tại Đà Nẵng, quyền lực bao trùm cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hồi tháng 4 năm 2000, ông Trần Văn Thanh, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo bắt giam Phạm Minh Thông, kẻ đưa hối lộ 4,4 tỷ đồng cho Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, và tuyên chiến muốn bứng trọn ổ tham nhũng do Bá Thanh cầm đầu. Tiếc thay, Trần Văn Thanh đã trọi phải đá khi Bá Thanh có đàn anh là Nguyễn Văn Chi bảo kê. Cái giá là Trần Văn Thanh phải trả giá khá đắt, dù được chuyển về Bộ Công an mang lòn thiếu tướng, chính thanh tra Bộ Công an, nhưng tướng ông Thanh vẫn bị giàn cảnh, cải bẫy để lôi vào vụ án hình sự, bị khởi tố điều tra và truy tố trước tòa. Ngồi ghế chủ tọa phiên tòa xét xử và ra lệnh áp giải tướng Trần Văn Thanh hầu tòa khi hôn mê trên cáng cứu thương vào năm 2009 chính là Trần Mẫn. Phe nhóm chính trị của Nguyễn Bá Thanh thời đó là bất khả chiến bại. Ở Đà Nẵng, Bá Thanh có trong tay quân bài Lê Ngọc Nam, giám đốc công an, cùng đàn em do đích thân Nam tuyển dụng và giới thiệu với Tổng cục Tình báo Bộ Công an là Vũ Nhôm, tức Phan Văn Anh Vũ. Bên Viện Kiểm sát thành phố, Bá Thanh cũng thu nạp được Viện trưởng Trần Thanh Vân và Nguyễn Hữu Linh sau Linh làm viện phó và vướng kỳ án dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi, chấn động cả nước vào năm 2019. Phía tòa án thì đã có Trần Mẫn bao thầu, Bá Thanh muốn tuyên ai bao nhiêu năm tù, đề nghị khởi tố ai thì cứ lập sẵn, trình rồi trao cho Trần Mẫn để ông ta nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tuyên án. Ngoài Trung ương thì Bá Thanh có đại ca Nguyễn Văn Chi và bố già Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an, hiệp sức nội công ngoại kích. Tướng Trần Văn Thanh bị cô lập, phế bỏ binh quyền và ra tòa là như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Chi bên trái, nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Quay lại câu chuyện Trần Huy Đức, Trần Mẫn đã lo cho con trai từ A đến Z, từ chuyện kiếm cho cậu ấm tấm bằng chuyên tu đại học luật, cử nhân đại học kinh tế, thạc sĩ, cao cấp chính trị, vân vân. Trước khi nghỉ về chế độ, về vườn đuổi gà, Trần Mẫn đã kịp kéo con trai Trần Huy Đức từ cán bộ tòa án cấp huyện về tòa án thành phố để quy hoạch làm lãnh đạo. Tháng 3 năm 2014, Trần Huy Đức được bổ nhiệm làm phó chánh án tòa án thành phố Đà Nẵng. Tháng 9 năm 2016, sau khi yên vị trên ghế ủy viên Trung ương khóa 12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã điều động Trần Huy Đức là em họ, con cậu ruột của Xuân Anh, rời tòa án về nắm giữ trọng trách chánh thanh tra Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Mục đích của Xuân Anh là trao cho Đức gươm lệnh để chặt chém tất cả những cán bộ cơ sở ban ngành dưới quyền làm trái chỉ đạo hoặc trung chi không đủ theo yêu cầu. Dư luận của Đà Nẵng cũng cho rằng những buổi yến tiệc sơn hào hải vị do Vũ Nhôm tổ chức tại nhà riêng 82 Trần Quốc Toản hoặc ở những nhà hàng sang trọng, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng Trần Huy Đức và viện phó Viện Kiểm sát Nguyễn Hữu Linh. Đức và Linh cũng là bộ đôi chạy án khét tiếng miền Trung. Ai bị bắt giam hay muốn tại ngoại, muốn án treo hay án tù, từ hình sự, kinh tế đến hôn nhân gia đình, chia chác tài sản thừa kế vân vân, tất tần tật đều cứ tìm đến bộ đôi Trần Huy Đức, Nguyễn Hữu Linh. Đây là hình ảnh Nguyễn Hữu Linh, viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, người bị kết án tù về tội dâm ô trẻ em, khiến dư luận cả nước sôi sục.
Giai đoạn này, quan chức ở Đà Nẵng chia làm hai phe đối đầu tranh giành quyền lực. Phe Đảng do Xuân Anh và thượng tá tình báo Vũ Nhôm cầm đầu được ví dụ như là du côn chính trị, và phe còn lại là phe chính quyền tập hợp xung quanh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Hai phe đều tung ra hết đòn phép thủ đoạn đánh nhau một mất một còn. Đỉnh điểm, Nguyễn Xuân Anh quyết tâm tiêu diệt ông Mai Đăng Hiếu, sinh năm 1971, phó giám đốc Sở Ngoại vụ, một người xem thường và không chịu trung trì cho Nguyễn Xuân Anh nhằm đánh bắc cầu phe Huỳnh Đức Thơ. Một đoàn thanh tra liên ngành do bà Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, và các ủy viên trong bẻ lũ bốn tên bao gồm Trần Thị Kim Oanh, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trần Huy Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra thành phố, Lê Thị Thu Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, Trần Văn Trung, Bí thư chi bộ, Đại tá, trưởng phòng an ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng. Vốn xuất thân là cán bộ ngoại giao chính trực, Mai Đăng Hiếu hoàn toàn không biết vòng vây đang siết chặt và các chỉ đạo triệt hạ đang nắm vào mình. Rất may, trưởng đoàn Lương Nguyệt Thu không đồng ý với đề nghị của bẻ lũ bốn tên về việc khai trừ đảng, mở đường cho việc khởi tố và bắt giam Mai Đăng Hiếu. Mưu sự không thành, bẻ lũ bốn tên đã quay sang ký tên tập thể, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị, đóng vào văn bản có nội dung tố cáo, vu khống bà Lương Nguyệt Thu. Hành động của bẻ lũ bốn tên vi phạm quy định số 47 vào ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, và kết quả là Trần Thị Kim Oanh, Trần Huy Đức, Lê Thị Thu Hạnh và Trần Đình Trung đều nhận án kỷ luật khiển trách về mặt đảng và chính quyền. Nhiều cán bộ đảng viên tại Đà Nẵng thì cho rằng bè lũ bốn tên đã tốn khá nhiều tiền để chạy án, vì lẽ ra mức án kỷ luật dành cho các nhân vật này, công cụ của phe nhóm thao túng chính trị, phải khai trừ ra khỏi đảng. Đây là hình ảnh nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị cách hết tất cả các chức vụ vì sử dụng nhà và xe hơi do Phan Anh Vũ tặng. Tháng 10 năm 2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã bị cách tất cả các chức vụ, bị đuổi ra khỏi Ban chấp hành Trung ương. Dư luận lại rộ lên thông tin về bẻ lũ bốn tên, trong đó có Trần Huy Đức vẫn tại vị nhờ đã trung chi đầy đủ cho Trương Quang Nghĩa, tân Bí thư Đà Nẵng được Trung ương điều về thay cho Nguyễn Xuân Anh. Không hổ danh là cha nào con ấy, khi có chỗ dựa mới, Chánh thanh tra Trần Huy Đức lại bắt đầu đi thu sâu các cơ sở ban ngành có dấu hiệu tham nhũng, làm trái các quy định của nhà nước. Các công ty đầu tư kinh doanh nhà, công ty công trình công ích, các ban quản lý dự án v.v. là những nơi phải cống nộp tiền tỷ cho quan thanh tra Trần Huy Đức. Có một nơi sai phạm ngút trời, đó là Sở Y tế thì không thấy quan thanh tra Trần Huy Đức sờ vào. Nơi đây từ quan chức cấp sở đến lãnh đạo các bệnh viện công lập, trung tâm y tế quận huyện ăn rất dày. Gần nửa tỷ đồng cho một suất tuyển viên chức y tế, nâng khống vật tư y tế để rút ruột ngân sách nhà nước, lập công ty sân sau để đấu thầu thuốc, gian lận trong các hợp đồng mua bán trang thiết bị đắt tiền, đè ra đủ các loại hút máu bệnh nhân, v.v. là những điều đã gây phẫn nộ, nhức nhối trong dân chúng tại Đà Nẵng. Ấy thế mà con kền kền đầu đàn, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến không hề hắn gì, ngược lại còn được thanh tra thành phố nhắm mắt làm ngơ, để rồi tái cử thành ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và nhảy tót lên chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đây là hình ảnh bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Trách nhiệm này thuộc về Chánh thanh tra Trần Huy Đức, vì Ngô Thị Kim Yến là người cùng phe nhóm chính trị với Đức và cũng là cháu ruột của ông Nguyễn Văn Trì. Tại đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ Đà Nẵng, khi chuẩn bị cơ cấu nhân sự, người ta gạt bỏ nhân vật được xem là du côn chính trị Trần Huy Đức. Vì vậy, tháng 3 năm 2020, Đức nhanh chân xin rút khỏi ghế Chánh thanh tra để chạy cho được về vị trí Chánh văn phòng tòa án cấp cao ở Đà Nẵng. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm Trần Huy Đức giữ chức Chánh án tòa án tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 5 năm kể từ hôm nay, mùng 1 tháng 12 năm 2021. Như vậy, cha con Trần Mẫn, Trần Huy Đức sắp hoàn thành cuộc đua kỳ thú đầy toan tính, rằng vài năm ngồi ghế Chánh án Phú Yên, Đức sẽ gom đủ cả vốn lẫn lời để quay về nắm trọng trách Phó Chánh tòa cấp cao tại Đà Nẵng,
thậm chí có thể ngoi lên tranh ghế chánh án tòa cấp cao ở Đà Nẵng. Vùng đất Phú Yên nghèo xếp hạng 39 trên 63 toàn quốc, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, nhưng quan chức thì giàu nứt đố đổ vách, vì chúng ăn của dân không chừa một thứ gì. Vào năm 2019, Lê Văn Phước, cựu chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên, bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản. Vào năm 2020, tòa phúc thẩm giảm xuống còn 12 năm 6 tháng tù. Không biết rồi đây có bao nhiêu tài sản ngân sách nhà nước sẽ chảy vào túi quan tham và bao nhiêu dân nghèo Phú Yên sẽ lãnh án oan dưới bàn tay của du côn chính trị, chánh án Trần Huy Đức. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng đang tiêu tiền trên xương máu của nhân dân như thế nào. Chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam tự tung tự tác tiêu tiền ngân sách vô tội vạ đã nhiều lần được dư luận phanh phui, ví như vụ duyệt chi 11 tỷ đồng cho khẩu hiệu 11 chữ đã phải ngừng lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loại chi phí cực kỳ vô lý vớ vẩn cũng đem tiền của nhân dân ra tiêu dùng, bởi lẽ nhân dân không có quyền gì kiểm soát, can thiệp. Chỉ còn cái quyền lên tiếng thì cũng bị Đảng liên tục đe dọa bỏ tù mỗi năm hàng chục người. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Thông cũng đưa ra thông tin như sau. Hôm qua 27 tháng 11, các báo quốc doanh mộ dịch rầm rộ đưa tin triều đình của Đảng đang tổ chức buổi lễ cực kỳ quan trọng chỉ để trao quyết định nghỉ hưu cho mấy ông bà nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là hình ảnh lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông Hoàng Văn Thụ, một người đã chết cách đây 80 năm, cũng tổ chức cờ hoa rầm rộ. Nếu liệt kê hết vài trăm vị lãnh đạo của Đảng còn sống và đã chết để tổ chức sinh nhật kiểu này, thì vừa tốn chi phí, vừa tốn thời gian, không được tích sự gì cho người dân trong nước. Trước đó, vài hôm, họ cũng làm động tác ấy với mấy ông như nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Sự màu mè, đỏ lẹt, cờ đèn, kèn trống tặng cho nhau những lời nói có cánh là một chuyện, về vấn đề còn ở chỗ họ tiêu tiền của người dân, của cả nước vào những việc riêng của họ. Dân trong nước chẳng được chút lợi lộc gì, thậm chí chỉ có thiệt. Giành quyền lãnh đạo tức là đã giành được biết bao nhiêu quyền lợi cho tổ chức của mình, cho thành viên tổ chức của mình. Thôi thì lúc họ đang phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân đã đi một nhẽ. Dân rộng lòng chấp nhận cho xài tiền, trả đến mức kè rè két rét, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Nhưng theo luật tự nhiên, hết tuổi thì về nghỉ hưu, gọi là về hưu. Ai cũng vậy, đứa công nhân hưởng lương tối thiểu cũng như ông bà lớn ăn trên ngồi chốc, lương cao ngất ngưởng, ai cũng có phận, có việc của người ấy, đều là đóng góp, phục vụ, cứ hết tuổi xong thì về. Thử hỏi, cứ bất kỳ người về hưu nào cũng làm cái lễ trọng thể thì có mà tiền chất cao hơn núi Bà Đen cũng chẳng đủ. Thói đâu có cái thói lấy tiền của dân đem ném vào việc riêng như thế. Sự nhố nhăng này tôi cứ nói thẳng do ông Nguyễn Phú Trọng đầu têu. Những đời cai trị trước chưa có ai làm, cụ Hồ lại càng không làm. Với những người có công, có đóng góp to lớn cho nhân dân, cho nước, cụ không quên, nhưng cụ đến nhà thăm hỏi ân cần, chứ không lấy tiền dân ra mà làm lễ. Các ông suốt ngày nói học cụ Hồ thực ra chỉ làm trái cụ, mượn hình ảnh của cụ để che giấu bản chất của mình. Đảng chính trị nước nào cũng có, những quốc gia văn minh tiến bộ có hàng chục đảng chính trị. Đảng nào được dân ưa thì đảng ấy nắm quyền, dân hết ưa thì đảng ra ngoài chơi cho đảng khác được dân ưa thay thế. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó đã làm việc chăm chỉ suốt nhiệm kỳ Tổng thống mà không nhận lương suốt 4 năm, ông chỉ nhận tượng trưng mỗi năm 1 đô la. Đó là thứ quyền lợi lớn nhất mà dân đã ban phát cho đảng. Nếu đảng nào cũng cậy thế cầm quyền, lấy tiền của dân làm chuyện riêng, chuyện nhố nhăng, tổ chức lễ cho đảng viên về hưu chẳng hạn, thì coi chừng tự đào huyệt chôn mình. Dân sẽ rút giấy phép thông công, chẳng bao giờ ló được cái mặt ra nữa. Lấy tiền bạc của dân mà làm lễ về hưu cho riêng đảng viên, tuy chuyện không lớn lắm nhưng cũng phải nói ra. Và càng cần phải nói hơn về cái thói vơ vét, lòng tham không đáy, giành đầu mọi thứ lợi lộc, vật chất, tinh thần. Khi sống đã vét, khi nghỉ hưu rồi, về với mẹ đĩ rồi, sắp xuống lỗ rồi, vẫn trắng trợn cấp cho nhau xe riêng, tài xế riêng, chế độ chăm sóc riêng,
nhà cửa công sản riêng, tang lễ riêng. Thế lương hưu của các ông các bà ấy để làm gì? Các ông các bà ấy về nghỉ hưu chỉ còn phêu phao thở dốc thì còn đóng góp được gì cho dân cho nước mà bắt dân nước trả tiền đặc cách như vậy? Ngay cả cái huy hiệu bao nhiêu tuổi đảng, phục vụ cho đảng thì đảng cứ đền công trao hiệu 1.000 năm tuổi cũng được. Gánh cả gánh tiền tới trả công cũng được, chứ sao lại lấy tiền ngân sách chung để chi trả? Xứ này rất nhiều chuyện phải nói, nhưng càng nói ra thì lại càng giận, càng buồn. Nhà báo Nguyễn Thông đã nêu ra nhận định của mình như thế. Chuyện nghỉ hưu của các quan chức lại đem chi dùng tiền dân vô tội vạ vẫn còn đỡ chướng hơn chuyện các quan lớn chết mà vẫn chiếm đất xây mồ mả to vật vã, mấy chục ngàn mét vuông đất của dân, mất cả đất canh tác, mất cả nơi ở của người dân. Đây là hình ảnh máy móc chuyên dụng thi công trên khu lăng mộ của ông Trần Đại Quang như một đại công trường dự án lớn, chưa kể việc trải nhựa con đường đi đến mộ ông ta được kè đá và có 3 cây cầu bắc qua kênh. Dạo ấy vì có nhiều thông tin trái ngược về diện tích nơi chôn đất cất ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, nên nhà văn Tạ Duy Anh và 4 người bạn đã quyết định tìm đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để xem mộ ông quan to nhỏ như thế nào. Theo ước đoán của anh Tạ Duy Anh, thửa đất dành cho việc chôn cất ông Quang nằm giữa một cánh đồng có chiều ngang khoảng 600m, chiều sâu khoảng 100m, diện tích là khoảng 55.000m², tức là khoảng 5,5 hectare, chừng 15 mẫu Bắc Bộ. Vào thời điểm ông Quang mất, chính quyền địa phương đã hối hả trải nhựa con đường chạy ngang lăng mộ của ông. Lúc đó, những hình ảnh được đưa lên Internet cho thấy đoạn kênh song song với phần đường băng ngang qua nơi mộ của ông Quang đã được kè đá và đã có 3 cây cầu bắc qua kênh. Nay, ông Tạ Duy Anh mô tả, mộ thật sự chỗ chôn ông Quang có hình tròn, đường kính lên tới 10m, được tôn cao nên những hình ảnh ông Tạ Duy Anh đã chụp cho thấy người ta phải xây tam cấp. Ông Tạ Duy Anh bảo rằng chưa thấy ngôi mộ nào to như vậy. Ông Đỗ Ngọc Thống, một trong 4 người đồng hành với Tạ Duy Anh thì đi xem mộ Trần Đại Quang kể thêm. Trong khuôn viên của thửa đất nơi chôn ông Quang có bãi đậu xe, có tổ chức phát nón cho khách che nắng, che mưa và có công an gác cả trong lẫn ngoài. Ông Thống tâm tình, ông cảm thấy thỏa mãn vì đã xác minh được một sự thật. Đây là hình ảnh khẩu hiệu của đảng được duyệt chi 11 tỷ đồng cho 11 chữ tại tỉnh Hòa Bình được báo chí ghi nhận. Còn chuyện chi phí xây dựng ngôi mộ chi tiêu mất vài trăm tỷ thì dĩ nhiên tiền đấy không phải từ đồng lương chính đáng của ông Trần Đại Quang hay bất cứ ai trong gia tộc nhà ông Quang mà ra. Tiền chi kiểu ấy chỉ có nguồn gốc từ tham nhũng, từ những đặc quyền, đặc lợi ăn trên ngồi chốc của người dân mà ra. Bởi ông Trần Đại Quang từng làm tướng cấp cao nhất của ngành công an trước khi lên chủ tịch nước. Riêng chuyện chi tiêu lãng phí của đảng phải kể nhất là chi cho các kỳ cấp đại hội đảng lớn nhỏ vừa qua. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã phân tích như sau. Mất bao nhiêu tiền chi phí cho việc tổ chức các đại hội đảng trên toàn quốc? Số tiền này chắc được Bộ Tài chính có, nhưng có thể ước lượng thô như thế này. Chi phí cho đại hội cấp xã khá khác biệt nhau. Các xã nghèo chỉ ở mức trên và dưới 100 triệu đồng, nhưng cấp phường ở các thành phố lớn trực thuộc Trung ương thì có thể chi đến cả tỷ bạc. Lấy mức lương ước lượng thấp nhất bình quân 100 triệu đồng thì trên toàn quốc chi phí cho đại hội cấp xã tốn đến 1.061 tỷ đồng. Chi phí cho đại hội cấp quận, huyện cũng khác nhau nhưng đều tính bằng tỷ đồng. Các quận ở các thành phố lớn có thể chi phí gấp 5-7 lần các huyện nghèo. Lấy trung bình mức thấp cho chi phí cấp huyện là 2 tỷ đồng thì tổng chi phí trên toàn quốc cho đại hội cấp huyện là 1.426 tỷ đồng. Một tỉnh nghèo như Tuyên Quang mà đã dùng tới 2,5 tỷ đồng để mua sắm quần áo cho đại biểu thì tổng chi phí của đại hội đảng của tỉnh Tuyên Quang phải không dưới 10 tỷ đồng. Đây là hình ảnh tại đại hội lần thứ 13 của đại hội đảng hồi đầu năm 2021 được tổ chức sau hàng ngàn đại hội nhỏ hơn ở các cấp tỉnh, huyện, xã. Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí cho đại hội sẽ rất lớn. Tính bình quân chi phí phục vụ cho đại hội cấp tỉnh là khoảng 15 tỷ đồng thì tổng chi phí trên toàn quốc cho cấp tỉnh là 945 tỷ đồng. Nếu kể cả các hội nghị trung ương phục vụ cho mục đích đại hội, những chuyến đi công tác của các bộ trưởng ở nước ngoài và trong nước phục vụ cho đại hội đảng toàn quốc
và cả bộ máy chuẩn bị văn kiện cho đại hội đảng toàn quốc thì con số sẽ lớn vô kể, không dưới vài ngàn tỷ đồng. Hãy chỉ tính 1.000 tỷ đồng. Với mức tính khiêm tốn như trên thì tổng chi phí cho đại hội đảng các cấp trên toàn quốc đã lên tới 4.432 tỷ đồng. Thực ra con số này còn thấp hơn con số thực chi khi tính đúng, tính đủ. Những 4.432 tỷ đồng đã mua được 886.400 tấn thóc, tức là không dưới 531.000 tấn gạo, nuôi được 3.409.000 cán bộ suốt một năm với tiêu chuẩn 13 kg gạo mỗi người ở những năm thập niên 60 đến 80 thế kỷ trước. Số liệu ước lượng thô ở trên đã không dựa vào một mảng rất lớn là đại hội ở các bộ, ban bộ ngành trung ương, các quân khu, các tổng công ty, cấp sở phòng, các trường đại học và hàng chục vạn chi bộ cấp cơ sở, mà nếu tính đúng tính đủ cũng lên đến cả ngàn tỷ đồng nữa. Tất cả đều từ tiền nhân dân phải đóng góp bằng thuế mà ra.